tới 6 người đi cùng chuyến bay với một hành khách người Nhật Bản nhiễm COVID-19 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 3 và đã nhập cảnh vào Việt Nam. Đến sáng nay, 5 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được danh tính và địa chỉ của một người Việt Nam trên chuyến bay này. Trong số 6 người đến thành phố Hồ Chí Minh từ chuyến bay VN814 đã rời đi nước khác. Một số người còn lại mang quốc tịch Việt Nam được đưa vào khu cách ly tập trung vào sáng nay, 5 tháng 3. Người nhà của người này được cách ly giám sát tại nhà. Toàn bộ phi hành đoàn VN814 cũng đã vào khu cách ly tập trung. Máy bay liên quan đến các chuyến bay nói trên đều được khử trùng. Giới chức thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm hành trình tại Việt Nam của 6 người kể từ khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lập danh sách những người có tiếp xúc gần với họ để khoanh vùng dịch tễ và giám sát y tế. Sáng nay, đại diện trung tâm cho biết 3 người Pháp ở vào đêm mùng 3, mùng 4 tháng 3 tại một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, lấy danh sách những người ở khách sạn cùng thời điểm đó để thực hiện các biện pháp về y tế. Cho cách ly 6 trong số 20 nhân viên khách sạn do có tiếp xúc gần với khách Pháp, khử khuẩn khách sạn. Và công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng cho biết chuyến bay VN814 của hành khách Nhật bị nhiễm COVID-19 có tổng cộng là 67 hành khách và 6 nhân viên của tổ bay. Theo đó thì 61 hành khách đã quá cảnh tiếp tục di chuyển về các nước khác ngay trong đêm ngày 3 tháng 3, bao gồm 50 người sẽ về London của nước Anh, 8 người về Nhật Bản, 2 người về Busan của Hàn Quốc và 1 người sẽ về Manila của Philippines. Chỉ có 6 hành khách nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 1 người Việt Nam, 3 người Pháp, 1 người Úc và 1 người Philippines. Và hiện nay thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi những người từng tiếp xúc với các hành khách từ chuyến bay VN814 liên hệ số điện thoại 0869577133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến diễn tiến của bệnh thì trao đổi với báo chí sáng nay ngày 5 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 với 16 ca mắc bệnh nhưng đã được điều trị khỏi. Nhưng mà việc chống dịch đang chuyển sang mức độ cao hơn. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đã ngăn chặn dịch triệt để ở khu vực biên giới, nhưng nay phải đặc biệt ngăn chặn dịch từ trên bầu trời. Trước nguy cơ dịch của về Việt Nam với các chuyến bay từ các nước, hiện Việt Nam đã bắt buộc thực hiện khai báo y tế với khách nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran và Ý. Và bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ thực hiện khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Campuchia. Đặc biệt thì việc thực hiện tờ khai y tế hiện có thể thực hiện bằng quét QR code, sẽ ra đầy đủ thông tin cần khai báo khi hành khách làm thủ tục nhập cảnh. Việc áp dụng tờ khai y tế điện tử là một trong những ứng dụng lần đầu tiên giúp quản lý lịch sử dịch tễ của hành trình và hành khách. Việc áp dụng tờ khai y tế điện tử là một trong những ứng dụng lần đầu triển khai giúp quản lý lịch sử dịch tễ của hành khách. Vâng, thưa quý vị, trước đây khai báo y tế chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng giờ đây thì Việt Nam sẽ bổ sung thêm các ngôn ngữ khác như là tiếng Campuchia hay là tiếng Hàn Quốc nữa. Khi mà khai báo thì toàn bộ thông tin từ tờ khai này sẽ được cập nhật tự động về trung tâm để các đơn vị nắm bắt và theo dõi. Và đặc biệt là việc áp dụng tờ khai y tế điện tử là một trong những ứng dụng lần đầu tiên triển khai giúp quản lý lịch sử dịch tễ của hành khách. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với một thông tin khác. Một bé gái đã được sinh ra tại khu cách ly tập trung huyện Thạch Thất vào hôm nay bằng phương pháp mổ đẻ. Và mẹ của bé là một sản phụ 21 tuổi trở về từ Hàn Quốc, đang trong thời gian cách ly y tế 14 ngày. Bác sĩ Vương Trung Kiên, giám đốc bệnh viện huyện Thạch Thất cho biết, ca mổ sinh diễn ra vào ngày 5 tháng 3 với 20 y bác sĩ tham gia. Toàn bộ quy trình mổ sinh được thực hiện theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Tất cả thành viên kíp mổ đều được bảo hộ. Bé gái chào đời nặng 3,1 kg, sức khỏe của mẹ và bé tốt. Mẹ của bé trú tại Thái Nguyên, trở về từ Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 2. Chị mang thai tuần thứ 39, được cách ly theo dõi sức khỏe tại điểm cách ly tập trung. Trước đó, trong đoàn 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, cũng đã có một thai phụ 36 tuần khi rời khu cách ly đầu tuần này, thai kỳ đã ở tuần thứ 39. Hiện thai phụ này đã về quê chờ sinh con. Nếu một tuần nữa không xuất hiện thêm ca nhiễm COVID mới, chúng ta mới đến thời hạn có thể công bố hết dịch. Và đây là thông tin được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra tại buổi diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây tại Hà Nội. Cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết nếu một tuần nữa không xuất hiện thêm ca nhiễm mới thì Việt Nam mới đến thời hạn công bố hết dịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho biết tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Từ một tâm dịch ban đầu là Trung Quốc đã xuất hiện nhiều tâm dịch mới ở Hàn Quốc, Italia và Iran. Việt Nam đã phải chuyển trạng thái từ ngăn chặn sang vừa phải ngăn chặn, vừa giảm lây lan trong cộng đồng. Đồng thời phải lường trước nhiều khả năng biến động tiêu cực và có giải pháp ứng phó thích hợp. Nhấn mạnh tinh thần không được chủ quan lơ là, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, trong đó có lực lượng quân đội tiếp tục kiên trì nguyên tắc chống dịch, đồng thời xây dựng các giải pháp linh hoạt phù hợp với tình hình mới, tăng cường năng lực cơ sở vật chất, dự phòng trang thiết bị vật tư y tế, năng lực phát hiện ngay tại cơ sở để khoanh vùng, điều trị tại chỗ.
Thưa quý vị, cách chào hỏi được gọi là bắt tay kiểu Vũ Hán, và trong đó thì mọi người chạm chân vào nhau để tránh lây lan COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng rất cao. Kiểu chào hỏi mới này xuất hiện sau khi giới chức y tế thế giới cảnh báo mọi người ngừng ôm hôn, bắt tay để tránh lây nhiễm virus. Thưa quý vị, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận hàng nghìn du khách từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, công tác sàng lọc đang ngày càng thiết chặt. Ngoài 3 bệnh viện dã chiến cấp thành phố được đặt tại huyện Củ Chi, Nhà Bè và quân khu 7, thì các bệnh viện tuyến quận cũng đã chủ động mua sắm trang thiết bị y tế, tổ chức các khu cách ly để tiếp nhận bệnh nhân đến từ các vùng dịch về điều trị. Điều này không chỉ làm giảm nguy cơ quá tải cho các bệnh viện dã chiến khi mà tình huống xấu là dịch bùng phát, mà còn giúp công tác quản lý thuận lợi với những đối tượng cách ly tại chỗ. Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, nhưng chị Kiong Suk Lim đã có thời gian dài gắn bó làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng hơn 2 tuần, chị về nước thăm mẹ và quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc khi dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang phức tạp. Tuy không đi về từ vùng dịch của Hàn Quốc, nhưng sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chị vẫn được cách ly 4 ngày tại khu cách ly trung tâm Ủy ban Nhân dân quận 2 và 10 ngày tới tại nhà riêng của mình. Khi tôi đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy rất sợ, bởi vì ở đây có một mình tôi đến để cách ly. Ở đây mọi người cấp cho tôi những vật dụng cá nhân, nên tôi đã cảm nhận được sự thay đổi từ trong suy nghĩ và trái tim tôi. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời, bởi vì các bác sĩ ở đây chăm sóc tôi hàng ngày, kiểm tra sức khỏe cho tôi hàng ngày. Hàng ngày là theo quy định là sẽ có 2 lần sẽ xuống khám, thăm khám bệnh nhân, đo nhiệt độ cho bệnh nhân và túc trực 24/24 để khi nào bệnh nhân có thấy bất thường gì trong cơ thể bất thường thì sẽ báo cáo, sẽ khám lần nữa cho bệnh nhân. Ngoài chị Kiong Suk Lim, ở đây có nhiều người khác cũng được cách ly khi đi từ Hàn Quốc về. Khu vực cách ly trung tâm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh hiện có diện tích 3.000 m², quy mô khoảng 60 giường bệnh. Các bệnh nhân vào đây đều được đo sinh hiệu 2 lần một ngày. Việc đo thân nhiệt thường ngày có thể giúp các bác sĩ nắm rõ tình hình và đảm bảo bệnh nhân không có triệu chứng sốt. Các phòng cách ly còn trống cũng được chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, tất cả những người được cách ly sau khi trở về với cộng đồng, các nhân viên y tế tuyến cơ sở vẫn theo dõi sát sao, tránh tình trạng người bệnh có triệu chứng nhưng không phát hiện kịp thời. Chúng tôi ban đầu thì được giao là 20 giường để cách ly ở nơi cắt lái này. Về các cái trang thiết bị y tế, vật tư cũng như là các cái trang thiết bị phòng hộ thì chúng tôi đảm bảo để có thể cho nhân viên y tế là an tâm. Thì một kiếp trực hiện nay của chúng tôi tại trung tâm đó thì gồm có các cái kiếp trực gồm có bác sĩ, có 2 điều dưỡng, có các cái công ty vệ sinh cũng như là bảo vệ an ninh trật tự tại nơi đây. Riêng với trung tâm kiểm soát bệnh tật thì khi mà Sở Y tế giao để quản lý các khu cách ly tập trung thì sẽ đã tập huấn cho hơn 2/3 nhân viên về các biện pháp phòng chống dịch và kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, các cách vận hành trong khu cách ly để chuẩn bị nguồn lực để tăng cường vào các khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua cũng đã xuất hiện những hành khách đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19. Chính vì vậy, công tác phòng dịch tuyến cơ sở của các trung tâm y tế quận huyện càng cần được nâng cao, tránh để lọt các trường hợp nhiễm bệnh có thể lây lan qua cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết nhóm Ngân hàng Thế giới đã cùng với Chính phủ Nhật Bản triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp dành cho Việt Nam nhằm đối phó với COVID-19. Mục tiêu của chương trình là tăng cường năng lực giám sát, chẩn đoán và điều trị COVID-19, trong đó thì tập trung vào các địa phương có nguy cơ cao ở tại miền Bắc. Chương trình đào tạo được tổ chức với sự hợp tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, những bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng chống COVID-19. Gói tài chính này bao gồm vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế và Công ty Tài chính Quốc tế. Trong đó thì có 8 tỷ đô la Mỹ mới được bổ sung và thực hiện theo cơ chế thủ tục rút gọn. Không ngừng tăng công suất hoạt động bán ra thị trường với mức giá bình ổn, không lấy lãi, không tăng giá. Đó là những điều mà các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang thời gian qua đã làm để chia sẻ với cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đã làm nhiều cách để tăng 10 lần công suất, giúp cung ứng khẩu trang cho người dân chống dịch. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp dệt may trước vốn không sản xuất khẩu trang, thế nhưng đã tích cực chia sẻ với cộng đồng trong suốt thời gian qua. Dây chuyền này trước đây vốn không dành để sản xuất khẩu trang mà chuyên tập trung vào hàng thời trang xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khẩu trang y tế lại khan hiếm do thiếu nguyên liệu.
Công ty Dệt Kim Đông Xuân đã huy động dây chuyền này cùng nhiều dây chuyền khác để sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn cung ứng cho người dân chống dịch. Chúng tôi thì làm cái doanh nghiệp mà làm từ dệt đến tẩy nhuộm, xử lý hoàn tất vải và đến may, và đã 30 năm làm với khách hàng Nhật. Thế nên là khi mà tại thời điểm mà dịch Covid-19 bắt đầu trở nên phức tạp và khẩu trang trở nên khan hiếm, thì chúng tôi có một cái sáng kiến ở trong nội bộ thôi, là cái vải mà kháng khuẩn chúng tôi sản xuất cho khách hàng Nhật Bản từ rất lâu nay rồi, thì ứng dụng vào may khẩu trang để phục vụ cho chính người lao động của chúng tôi. Khi mà cái sản phẩm đó được đưa ra thì bản thân người lao động cũng rất là ủng hộ. Thế và đến khi có nhu cầu thị trường thì chúng tôi đã hưởng ứng cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Tập đoàn Dệt May Việt Nam để mà sản xuất cái khẩu trang làm từ vải kháng khuẩn, không phải là khẩu trang y tế nhưng mà khẩu trang làm từ vải kháng khuẩn để phục vụ cho cộng đồng. Chính thức ra mắt và bán ra thị trường vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, mặt hàng khẩu trang vải kháng khuẩn, khả năng kháng khuẩn bảo lưu được 30 lần giặt, giá 7.000 đồng một chiếc, nhanh chóng bù đắp sự thiếu hụt khẩu trang giữa lúc dịch corona vẫn đang tiếp diễn. Thế nhưng ở giai đoạn đầu tung ra thị trường, do là mặt hàng mới, chưa từng sản xuất nên năng suất còn thấp. Trong bối cảnh đó, với giải pháp sử dụng các nhà máy vệ tinh để sản xuất khẩu trang, hiện sản lượng khẩu trang sản xuất mỗi ngày đã đạt mức 300.000 chiếc, gấp 10 lần so với trước đây. Tại thời gian đầu thì chúng tôi có cái hạn chế nút thắt ở tại công đoạn may, bởi vì về năng lực vải thì chúng tôi có thể tương đối chủ động làm cái vải kháng khuẩn. Tuy nhiên năng lực may thì bị hạn chế rất là nhiều. Trong những ngày đầu chúng tôi chỉ có 10.000 sản phẩm một ngày, rồi đến 20.000, 30.000 sản phẩm một ngày, trong khi nhu cầu của thị trường lên đến nhiều triệu chiếc. Do đó nên là chúng tôi đã cũng được cái sự chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, thì rất nhiều các cái đơn vị ở trong tập đoàn và kể cả ngoài tập đoàn, những đơn vị lớn có uy tín đã hợp tác cùng với Đông Xuân để may sản phẩm khẩu trang từ cái vải kháng khuẩn của Đông Xuân. Trong suốt cả tháng 2 thì chúng tôi đã không ngừng tăng cái sản lượng của mình lên. Tại thời điểm này chúng tôi đã đạt cái sản lượng là 300.000 khẩu trang một ngày để cung ứng cho cộng đồng. Cũng theo ông Việt, với sự tham gia kịp thời trong việc cung ứng khẩu trang cho người dân, cơn sốt khẩu trang đã hạ nhiệt, doanh nghiệp đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 4 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn, đồng thời cung cấp 60 tấn vải kháng khuẩn cho các đơn vị dệt may khác để sản xuất khẩu trang. Không riêng gì Hà Nội, nhiều địa phương khác giữa cơn sốt khẩu trang chống dịch đã nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp dệt may. Tại Thái Bình, công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP cũng đã giãn tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, huy động toàn bộ nhân công tại các phân xưởng để sản xuất khẩu trang vải chống nước, cung ứng cho người dân phòng dịch. Tập đoàn Dệt May Việt Nam Vinatech cũng đang tiến hành chuyển giao quy trình công nghệ và chuyên gia tới các đơn vị trong hệ thống của tập đoàn để triển khai sản xuất, cung ứng khẩu trang cho các địa phương khác chống dịch. Tới 6 người đi cùng chuyến bay với một hành khách người Nhật Bản nhiễm COVID-19 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 3 và đã nhập cảnh vào Việt Nam. Đến sáng nay, 5 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được danh tính và địa chỉ của một người Việt Nam trên chuyến bay này. Trong số 5 trong số 6 người đến thành phố Hồ Chí Minh từ chuyến bay